Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sto, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình uống phần sữa còn lại của hôm bữa, thế là mình rót ra nó không đầy ly ấy. Và kẹo ngày hôm nay thì đây là mình không có review một loại kẹo gì đó nhé, chỉ là kẹo mình được tặng thôi. Và thiết kế hộp khá là đẹp ấy, nó có cái kéo này, mình thích nhất là phần này ấy, kéo ra. Các bạn thấy cái viên kẹo nó vuông vuông, nhìn khá là đẹp mắt đúng không? Ăn kẹo này khá là ngon ấy. Mình đi sau mọi người vài thập kỷ thôi chứ mấy đúng không? Hơi lỗi thời một chút. Thực ra thì mọi người đã review bút Fiberband khá là lâu rồi. Đây là cái bộ màu mới sau khi cái bộ 20 màu Color Kit của Fiberband. Thì đối với mình ấy, mình nói thật mình mua nó khá là lâu rồi nhưng mà mình lười review với các bạn. Xong rồi mình quăng ở trên kệ màu. Xong rồi một ngày đẹp trời đến cái mức mà đẹp trời, trời có mưa ấy các bạn. Và thật là may mắn bởi vì ngày hôm đấy mình chuẩn bị đi cách ly mà mình còn dở trò ra là review bút nữa. Xong rồi mới review được nửa cái video thì xe cấp cứu đưa tới và mình chỉ có 5 phút. Cô chủ nhà gọi điện là con ơi xe cấp cứu tới rồi và mình chỉ xách tất cả mọi đồ để đi xuống. May là mình chuẩn bị ngày trước đó rồi chứ nếu mà chỉ có trong 5 phút thì mình không thể chuẩn bị kịp đâu. Và sau khi mà đi cách ly về xong thì mình cũng muốn review bút ngay nhưng mà lại có rất là nhiều việc để sắp xếp lại ấy, bởi vì mình đi 21 ngày, xong rồi về nhà cách ly thêm 7 ngày nữa. Nói chung là nó gần 1 tháng rồi, mình không có thời gian. Thế là trong cái khoảng thời gian đang nghỉ 7 ngày đó, thế là mình tự review luôn. Trước lúc mà review thì mình làm cái review khác cơ, nhưng mà thấy cái video đấy nó hơi tối ấy, bởi vì cái hôm mà mình đi cách ly ấy, trời nó âm u lắm các bạn ạ. Và mình ngồi trên chiếc xe cấp cứu ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình ngồi trên chiếc xe cấp cứu được ưu tiên ấy các bạn. Cảm giác rất là sợ hãi và mặc trong bộ đồ bảo hộ, nóng, nóng cực kỳ nóng, đến nó còn phải đợi nữa. Đợi khoảng 2 tiếng xong mới đi vào khu cách ly, xong rồi làm thủ tục mới lên phòng xong rồi dọn phòng xong ngủ. Và nói chung là đến đêm ấy mình mới ngủ được. Thế là mình lúc mà mình về xong mình cố gắng review cái bộ màu này và mình cảm thấy cái bộ màu mới này ấy mình khá là ớt. Cảm ơn Thiên Long đã lắng nghe người tiêu dùng và đã cải tiến ra bộ màu 36 màu mới này. Và so với bộ 20 màu trước ấy thì 20 màu trước thì khá nhiều màu neon, còn 36 màu thì đã giảm những cái màu neon xuống rồi. Duy nhất còn một màu neon nhưng mà màu neon này chúng ta hay dùng nhiều ấy cũng khá là đẹp mà đúng không? Đừng có chê bai quá nhiều. So với Crayola Super Cheap thì em này không được mượt như Crayola, nhưng mà so với giá thành và màu đẹp như thế này ấy, thì nó rất là phù hợp với học sinh Việt Nam và những cái bạn mà bắt đầu tập take notes hoặc là những bạn bắt đầu viết calligraphy. Mình thì là một đứa lười ấy. Không phải là mình lười mà quá, mình lười thật sự ấy các bạn. Mình cũng không có quá nhiều thời gian để tập calligraphy bằng bút Fiberpen hoặc là những cái bút như thế này. Bình thường hay mình lười ấy, hay viết bút brush nhiều hơn hoặc là highlighter. Nhưng mà các bạn ấy, nếu mà như các bạn có trong ngân sách của các bạn thì hãy thử mua bộ màu này, bởi vì đối với mình ấy, bộ màu này rất là đẹp ấy, có rất là nhiều màu mình rất là thích. Và đối với mình thì mình không so sánh giữa bộ màu này và bộ màu trước khá là nhiều nhá. Mình chỉ nói là nó giảm tần suất, có nghĩa là giảm những cái màu neon có sẵn thì thôi. Vì mình ghi chữ quá xấu nên mình đã lựa chọn kiểu chữ này để ghi. Và những bút này ấy, mình rất là thích cái tông màu vàng và tông màu hồng. Thì một vài nó bút này nó hơi quá là nhạt nhưng mà không sao cả các bạn ạ. Nó là hãy yêu đi, hãy yêu Fiberpen đi, bởi vì hãy yêu Thiên Long vì đã tạo ra bộ màu này, đã cứu rỗi những con người nghèo khổ như chúng ta đúng không? Và mình chuẩn bị ra những cái video để học trong 21 ngày ấy. Có nghĩa là mình không có một ngày là ra một video đâu. Mình sẽ cố gắng ra khoảng 3-4 ngày một video để gộp lại ấy. Bởi vì mình sợ là edit video không có kịp nên là sợ các bạn chờ ấy. Và những cái video của mình học, mình sẽ cố gắng làm những cái video để cho các bạn dễ học nhất. Bởi vì ngày trước ấy, mình cũng từ một đứa mù tiếng Anh thôi. Mình cũng không có đi học trung tâm. Thời cấp 3 thì mình có đi học thêm, nhưng mà học thêm đó là học thêm cô giáo chủ nhiệm, đó là người đã vực dậy tiếng Anh của mình ấy. Và mình kể cho các bạn là mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi học khối D đâu. Mình sẽ đi học khối A hoặc khối B thôi. Còn khối D thì không bao giờ. Nhưng mà cuối cùng ấy, mình đi học khối D. Sau khoảng thời gian mà mình học khối D thì mình cũng cảm thấy là mình
cũng không thích lắm. Không thích thực sự luôn. Nhưng mà đối với mình ấy, thì quay đi trở lại thì nó cũng có một cái gì đó trong cuộc đời, đúng không? Mình đã lựa chọn bây giờ lại học lại tiếng Anh, và mình sẽ chia sẻ những cái mà mình học trước đây để giúp đỡ cho các bạn. Đây là những cái màu mà mình thích đấy các bạn. Quay trở lại chủ đề nhé. Những cái màu mới mà mình rất là thích là mình sẽ thổi ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Mình nói nhã hơi nhiều ấy. Nhớ like, subscribe và share để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng ra giveaway sớm cho mọi người, bởi vì cũng khá là lâu rồi. Mình sẽ làm giveaway từ những cái phần video Tết của mình luôn. Bữa nay khá là dịch ấy, và mình cũng đang suy nghĩ về phần quà giveaway cho các bạn. Nên là nhớ ủng hộ kênh của mình và nhớ xem video của mình nhé. Mình sẽ cố gắng ra những cái video thường xuyên hơn, bởi vì hiện tại đang dịch với lại cũng đang hè. Mình muốn giúp cho các bạn là trong thời gian hè thì các bạn có khoảng thời gian để học tập và ôn luyện trước khi mà các bạn bắt đầu vào học, đúng không? Hãy tạo cuộc sống của mình trở nên hữu ích.